Hội cựu học sinh Lam Sơn khóa 1989-1992 mới đây đã phối hợp với huyện Bá Thước, Khánh Thành và bàn giao điểm trường mầm non thôn Tròm Mốt thuộc trường mầm non xã Lương Trung. Công trình điểm trường thôn Tròm Mốt thuộc trường mầm non Lương Trung được xây dựng mới 2 phòng học và tu sửa lại một phòng học cũ, khuôn viên, bếp ăn, khu vận động cùng các trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng, giáo dục trẻ với tổng kinh phí trên 700 triệu đồng trong đó có sự tham gia đóng góp ngày công của người dân và cán bộ giáo viên trường mầm non xã Lương Trung. Sau 40 ngày thi công, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, qua đó góp phần cải thiện điều kiện giáo dục và học tập của các em học sinh tại điểm trường thôn Trỏm Mốt. Công trình điểm trường mầm non thôn Trỏm Mốt, xã Lương Trung thể hiện tình cảm yêu thương chia sẻ của hội cựu học sinh Lam Sơn khóa 1989-1992 dành tặng các em học sinh vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện miền núi Ba Thước nhằm khuyến khích động viên các em vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập trở thành những người có ích cho quê hương đất nước.